Trời ơi, không giới thiệu. Lo chạy không à Lộc? Rồi sau khi dừng chân nơi ngôi chùa. Cái gì? Sao? Ừ. Được, cao nào cũng được. Tạm biệt ngôi chùa hang mai của sư Thích Minh Giới ở trên đỉnh núi thì giải ê, núi hàng núi Nhu Dinh. Rồi bây giờ mình bắt đầu tiếp tục đi khám phá tiếp. Ở cái nước suối kia rửa mặt mát lắm nè. Linh Hoa Liên Hoa Tự. À, phía bên kia đó. Phía bên kia. Cái đầu đỉnh bên kia. Không phải, múc bên kia. Thì ông vậy để ý nè. Nè, núi ông Trịnh nè là đang ta đang phá đá núi nè, thấy không? Phá đá đó. Ngọn núi ta đang phá đó. Thì xích qua bên kia là cái núi Thị Giải. Nè cái nhà kìa, cái nhà Phú Mỹ đó, hai tòa nhà Phú Mỹ đó, thấy không? Đó, hai tòa nhà Phú Mỹ đó. Đó, đi thẳng vô đó là cái ngọn đó là ngọn núi Thị Giải đó. Thấp như vậy là nhìn thấy cảnh quan nhìn mới đẹp, ở trên trên cao quá nhìn thấy không được rõ. Mình nhìn thấy ở dưới thấy mình không? Thấy. Trời ơi, thấy mày cắn hột dưa luôn nữa. Ôi, mày vẫn chơi hoài. Để đọc, thấy coi. Hổng dương, thấy hổ dương luôn. Không, làm hơi xa xa xíu tại vì thấy nó cắn cắn mà tưởng cắn hột dưa phải không? Anh chụp em hai tấm rồi. Chụp Lộc con quay qua chơi Lộc chụp con cái cảnh này Lộc. Mà mày ra mập. Mày xấu quá, mày đứng mày sa phi một hồi mày lọt xuống dưới bây giờ kìa. Nó trơn lùi kìa thấy không? Thịt heo quay luôn. Kìa quay qua. Nè Lộc cha chụp đẹp rồi Lộc. Thôi con ơi con đàng hoàng có con giận. Khép cái răng lại. Thôi. Thôi giờ không chụp được. Xấu quá. Cái răng xấu mà nghe ra chụp hình. Tình thì chứ. Tình thì chứ. Nghe ra vô, khép răng vô. Quay mặt qua này nè, đứng giống như ngắm cái giống cái như bữa ngồi thiền vậy đó. Cái cây đó ngứa nữa mà. Nó cháy á. Ờ. Cháy kêu mình cháy gì quên anh Hùng. Cũng đỉnh. Có một hổ rồi đó đi đi. Lộc Lộc chưa có một hổ rồi Lộc. Có một hổ nữa kìa. Bạch hổ là Lộc. Long hổ tranh đấu nè. Long hổ tranh đấu là sao vậy? Đây. Long là rồng. Quảnh theo. Hổ rồng tranh đấu nha. Đây. Tức như là con rồng chiến thắng rồi. Tại rồng nó bay nó né được mấy con cạp cái hổ. Rồi con gặp mà rồng xuống đến đất liền thì chuyện không nổi khổ. Sư ơi. Sư hối hận khi đưa này lên đâu đây. Nhìn Lộc mấy cây này đúng không? Hả? Ừ. Thì sơn vàng cứng à. Thương ha. Mút hả? Cái mũi thì bả nhã vậy. Trời ơi, thiền rồng. Cái mũi thì bả nhã vậy. Đúng rồi. Bả nhã sẵn chờ để đưa. Để đưa. Để đưa quan âm về. Về à. Mở điện lên rồi nước quan âm rồi mở rồi. Trèo xuống hồ cá. Thôi. Bị sao ngồi xuống vậy? Nó bị quay ngửa xuống vậy. Cái gì ta?
Lộc, cảnh này đẹp nè Lộc, cảnh qua cầu nè Lộc. Lộc. Rồi được rồi con. Đi xin xuống nhà vệ sinh đưa mày.